5 loại nước không nên uống sau khi ngủ dậy. Người sau 40 tuổi thì lại càng phải chú ý. Vào buổi sáng sau một giấc ngủ dài 7 đến 8 tiếng, cơ thể cần bổ sung nước để bù đắp cái lượng nước đã mất đi. Uống nước vào buổi sáng sau khi thức dậy thì sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ hoạt động của đường tiêu hóa, giúp đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại thuốc nước nào cũng có thể dùng được vào buổi sáng. Có 5 đồ uống mà bạn cần phải tránh xa khi vừa mới ngủ dậy, đặc biệt là người sau 40 tuổi khi mà chức năng cơ thể suy giảm và bước vào giai đoạn lão hóa thì cần chú ý điều này. Thứ nhất là trà. Trà chứa rất là nhiều các chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Sử dụng trà đúng cách thì sẽ hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, chống lão hóa. Tuy nhiên, bạn không nên uống trà ngay khi vừa mới ngủ dậy lúc mà bụng rỗng. Trà xanh thì chứa tannin có thể làm tăng cái axit dạ dày dẫn đến đau dạ dày. Và khi uống khi đói bụng. Ngoài ra uống trà vào cái thời điểm này thì có thể gây ra những cái rối loạn chảy máu hoặc là giảm cái sự hấp thu sắt cho cơ thể. Thứ hai là đồ uống có đường. Ly nước đầu tiên trong ngày không nên là các loại nước đồ uống có đường như là nước ngọt có ga hoặc là nước trái cây, trà sữa. Hầu hết những cái chất này thì đều có chứa axit citric. Đây là chất có thể thúc đẩy quá trình đào thải canxi ra ngoài, làm giảm cái lượng canxi ở trong máu. Về lâu dài có thể làm tăng cái nguy cơ bị loãng xương. Ngoài ra loại nước này có chứa nhiều đường, thậm chí cao hơn cái mức đường mà cơ thể cần trong cả một ngày. Việc sử dụng nhiều cái loại chất có đường thì sẽ dễ khiến bạn bị tăng cân, béo phì, tăng cái nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thứ ba là nước đá. Uống nước đá có thể làm bạn cảm thấy sảng khoái, giải nhiệt khi nắng nóng. Tuy nhiên, uống nước đá lạnh sau khi thức dậy thì điều này lại rất phản khoa học. Khi ngủ, cơ thể điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn so với ban ngày. Vì vậy, uống nước lạnh ngay sau khi thức dậy thì có thể khiến bạn bị hạ nhiệt đột ngột. Đặc biệt đối với những người mà có cơ địa huyết áp thấp, thể trạng yếu. Thứ tư là trà để qua đêm. Trà pha lâu và để qua đêm thì sẽ sản sinh ra nhiều vi khuẩn, nấm. Các thành phần dinh dưỡng trong trà như là polyphenol, vitamin có thể bị oxy hóa, khiến cho các thành phần chống oxy hóa trong trà không có hiệu quả. Giá trị dinh dưỡng giảm sút, lại có thể bị vi khuẩn tấn công. Trà bị để qua đêm có thể trở thành thứ nước có hại cho sức khỏe. Thứ năm là cà phê. Một ly cà phê vào buổi sáng sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, bạn không nên uống cà phê ngay sau khi ngủ dậy. Uống cà phê khi bụng rỗng thì sẽ không có lợi cho sức khỏe. Thức uống này thì có tính axit, có thể làm hỏng cái lớp niêm mạc dạ dày, gây ra những cái hội chứng trào ngược, viêm dạ dày, hoặc về lâu dài có thể dẫn tới những cái bệnh dạ dày mãn tính. Hoặc khi uống lúc đói thì có thể khiến bạn bồn chồn, run rẩy hoặc tăng nhịp tim. Hãy follow kênh của bác sĩ Dung để có thể đón xem các video khác về sức khỏe các bạn nhé.